Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần này, Hay Yến xin giới thiệu đến quý vị một số địa điểm du lịch độc đáo và hiện đang thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ khi đến với Đà Lạt, cũng như hương vị ẩm thực đặc trưng được kết tinh kỳ diệu từ đất lành của phố núi Cao Nguyên mà các bạn có thể đem về làm quà cho người thân. Trước khi đến với những điều thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin về văn hóa, thể thao, du lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, hiện thành phố có trên 1.000 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có những cơ sở sử dụng tên gọi Homestay. Trong thời gian tới, thành phố Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý hoạt động lưu trú du lịch để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn thuận lợi cho du khách. Với các cơ sở lưu trú du lịch homestay, thành phố sẽ kiểm tra chặt chẽ, chỉ cho phép những cơ sở đảm bảo đúng tiêu chí mới được sử dụng tên gọi này, tránh tình trạng các cơ sở lưu trú du lịch lách luật dưới hình thức lưu trú homestay. Vừa qua, trong đợt cao điểm xử lý tình trạng cò mứt, buôn bán mứt đặc sản không có nguồn gốc, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 14 trường hợp vi phạm với tổng cộng 458 hộp mứt các loại như mứt hoa hồng, xí mùi, chanh non. Bắt quả tang xử lý 11 trường hợp cò có hành vi chèo kéo du khách mua hàng hóa, dịch vụ. Các đối tượng này thường di chuyển qua các tuyến đường có nhiều khu du lịch như khu vực Vườn Hoa Đà Lạt, đường Mai Anh Đào, Phù Động Thiên Vương, Nguyên Tử Lực, để chèo kéo du khách, lái xe du lịch, hướng dẫn viên du lịch đến mua đặc sản tại các lò mứt. Tiến hành xử lý, Công an thành phố Đà Lạt đã xử phạt tổng cộng 52 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những nông trại du lịch Canh Nông đã trở thành thương hiệu phố núi, Đà Lạt hiện đang phát triển các mô hình nông trại khá lạ, thu hút đông đảo du khách. Đó là những nông trại, nơi sinh sống của hàng trăm chú cún cưng, đủ mọi giống từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, Hải Yến xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng ghé thăm những trang trại độc đáo ấy nhé. Bubby Farm, một nông trại Canh Nông, nơi trồng những cây dâu tây, trái cà chua đủ vị, với những cánh đồng hoa đầy màu sắc. Lại đồng thời là nơi nuôi dưỡng hàng trăm chú cún quý. Nằm ngay khu vực thác Cam Ly, nơi có dòng thác có tiếng, du khách có thể đến nông trại cún để hái dâu, cà chua, chụp hình với những đóa hoa đang vào mùa đẹp nhất và vuốt ve những chú cún xinh đẹp. Từ chó Alaska to lớn, corgi chân ngắn, chó bút mặt ngố, cho tới bầy bút đồ long xoăn. Hầu hết các giống chó được nuôi ở Bubby Farm là những giống chó thuần chủng, thân thiện với con người, dù là người quen hay người lạ. Khí hậu vùng đất cao nguyên Đà Lạt cũng vô cùng thích hợp với những chú cún vốn có nguồn gốc ôn đới, rất cần nơi sinh sống mát mẻ. Nhờ không gian rộng rãi, bầy chó được chăm sóc chu đáo, sạch sẽ nên rất được du khách yêu mến. Em thấy là mấy chú chó rất là thân thiện và rất là thích. Số lượng chó đây rất là nhiều và em thấy như là nhiều chủng loại chó rất đa dạng. Những chú chó đây rất là thân thiện, em thấy đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Ngoài Bubby Farm, tại khu vực trại mát có một trang trại khác với cái tên khá đặc biệt, Black Rock Garden. Đây là một tổ hợp gồm quán cà phê, khu cắm trại và nông trại nuôi hàng trăm chú chó với các giống khác nhau, Akita, Golden. Tới thăm Black Rock Garden, du khách có thể uống ly cà phê Arabica được trồng từ chính vùng đất trại mát. Vốn là một người con yêu tha thiết Đà Lạt và cũng tha thiết yêu những chú chó ngoan ngoãn, anh Lê Minh Trí đã quyết định từ bỏ mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh để tìm lại niềm đam mê của mình. Vì vậy, anh Trí và gia đình mở trang trại, mong đón được những người bạn vừa yêu Đà Lạt, vừa yêu động vật tới thăm, chơi và thưởng thức giữa khung cảnh lãng mạn của vùng ven phố núi. Ngoài việc mở cửa tham quan, nơi đây đang được mở rộng thành công viên chó cảnh, đặc biệt sẽ nhận hỗ trợ cứu giúp động vật bị bỏ rơi trong thời gian tới. Chúng rất thân thiện,
Đa phần thì chúng chỉ chồm lên người hoặc là liếm 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 vậy thôi chứ không có cắn hay gì hết. Thường thường các mọi người vào đây rất là thích, với lại nó thích rất là thích chụp hình. Em hư tụi nó lắm, ngày nào cũng chăm sóc tụi nó, rồi chiều chiều á ít khách rồi em sẽ dắt lên đồ chơi. Em dắt mà hết 2.000 chuồng này là cỡ gần 20 con á. Chồng mình cho dành thời gian, mỗi ngày dành thời gian cho nó để nó hoạt động, rồi phòng chống bệnh cho nó, phòng mấy bệnh cơ bản như lông da rồi sổ dung định kỳ. Mô hình du lịch tham quan những trang trại nuôi chó hiện đang được du khách, nhất là các bạn trẻ rất yêu thích. Với giá vé tham quan từ 40 đến 70 nghìn đồng một người, hứa hẹn những trang trại chó như ở Puppy Farm hay Black Rock Garden sẽ trở thành những điểm nhấn độc đáo, thu hút sự quan tâm trải nghiệm của du khách. Những chú chó thân thiện, dễ thương cùng với không gian thoáng đãng, thoải mái cạnh núi rừng sẽ là nơi lý tưởng cho những du khách yêu thích sự gần gũi và bình yên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi du khách đến với thành phố Đà Lạt thì đều chọn cho mình những loại trái cây tươi làm đặc sản để ăn, như là dâu tây, dâu tầm, chanh dây, hay xa hơn nữa có món dứa cajen ở Đơn Dương rất là ngon. Tuy nhiên, với tính chất là trái cây tươi, chúng ta không thể bảo quản lâu được, vì thế nó không thích hợp làm quà lắm. Chính vì thế mà ngày hôm nay Xuân Long sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm giúp chúng ta có thể làm quà cho người thân ở xa, và đặc biệt là nó vẫn lưu giữ được hương vị thơm ngon của trái cây tươi. Trước tình hình thực phẩm nhiễm độc do sử dụng quá nhiều hóa chất như hiện nay, sản phẩm hoàn toàn tự nhiên luôn được người tiêu dùng quan tâm và chào đón. Với việc sử dụng hương vị và màu sắc tự nhiên vốn có của các loại trái cây và không bị mất đi qua quá trình chế biến, sản phẩm nước ép Cam Tiên là dòng sản phẩm an toàn, thân thiện với sức khỏe và môi trường. Do việc không sử dụng chất bảo quản, không chất tạo màu, không pha hương liệu hóa học, với bí quyết pha chế giữ màu, giữ mùi vị tự nhiên của trái cây, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến bán thủ công một cách công phu, tỉ mỉ. Sản phẩm có nguồn gốc 100% trái cây Việt Nam với tiêu chuẩn 40, không đường hóa học, không màu tổng hợp, không mùi tổng hợp, không dùng bao bì đã qua sử dụng, tinh khiết, hợp vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh Xuân Long đây là chị Lê Thị Kiều Nga, trợ lý giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Katina với thương hiệu nước ép trái cây Cam Tiên. Vâng, xin chào chị. Đầu tiên chị có thể chia sẻ là tại sao công ty của mình lại lựa chọn các loại trái cây của Đà Lạt để làm nên những loại nước ép trái cây ạ? Vì không ở đâu có dòng sản phẩm trái cây phong phú như ở Đà Lạt chúng ta, và đặc biệt là dâu tây, dâu tầm, chanh dây. Rồi sau này còn có thêm một trái cây Phúc Bồn Tử, đó là một sản phẩm cao cấp của Đà Lạt. Vào năm 2003 thì vào lúc khó khăn nhất thì anh cố giám đốc cũ thì ảnh mới bắt tay vào làm dòng sản phẩm này, vì là được lưu truyền từ một gia đình người Đức, họ truyền đạt lại, và anh đã bắt tay vào làm từ năm 2003 cho tới hôm nay. Vâng, thưa chị, hiện tại thì công ty của chúng ta lựa chọn những loại trái cây nào để làm nguyên liệu, cũng như là chúng ta đảm bảo có nguồn nguyên liệu đầu vào như thế nào ạ? Và cái vị của nó, vì sao mình giữ được, đó là cái vị gia truyền. Nói chung ở cái gia truyền mình làm, mình giữ được cái vị lâu, và đặc biệt sản phẩm này để 12 tháng nó vẫn không lên men. Khi sử dụng mùi vị mà màu sắc nó vẫn giữ nguyên như mình ăn trái tươi. Vì đặc trưng của Đà Lạt thì chúng ta có dâu tây, dâu tầm, chanh dây và mãng cầu xiêm. Riêng mãng cầu xiêm của Đà Lạt và các vùng lân cận thì mình mới sản xuất được, còn ở miền Tây thì mình không thể sản xuất được. Và sau này sẽ có sản phẩm kèm theo, đó là phúc bồn tử, gừng, mật ong và tắc, dứa. Thì bên mình hiện tại là có 8 sản phẩm. Bên công ty thì rất là kén chọn vùng nguyên liệu, vì vậy mình kết hợp với những hộ nông dân và các nhà vườn ở vùng lân cận để mình chọn ra những sản phẩm trái cây tốt nhất. Vì là bên mình không sử dụng phẩm màu, mùi tổng hợp và đường hóa học, nên để giữ được màu sắc mà mùi vị nó ngon thì mình phải chọn trái cây đầu vào nó phải ngon thì để có ra dòng nước trái cây ngon được cho khách hàng. Vâng, sau nhiều năm hoạt động thì chị có thể cho biết là cái thế mạnh của công ty chúng ta là như thế nào? Có những sản phẩm là mùi vị màu sắc nó không đẹp nhưng là nó tốt cho sức khỏe của khách hàng. Đó là tiêu chí hàng đầu của công ty. Sản phẩm vì gia truyền nên là không thể là nhiều, và nó khác sản phẩm bên ngoài, đó là anh để 12 tháng nó cũng không lên men, và đặc biệt nó không bị lắng cặn ở phía dưới chai. Nếu người tiêu dùng muốn mua sản phẩm Cam Tiên thì chúng ta có thể mua trực tiếp ở khu lịch Đồi Mộng Mơ, Phương Lũng Tình Yêu, chuỗi hệ thống Tâm Châu, khu lịch Thác Đa Tăng La, chuỗi hệ thống của Thông Đà Lạt,
và có thể liên lạc qua điện thoại hoặc mua online. Với quy trình sản xuất khép kín, tuyệt đối an toàn, đảm bảo vệ sinh, người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm nước ép cam tiên bằng nhiều cách khác nhau, như pha với nước sôi để nguội, chúng ta sẽ có được một ly nước giải khát dinh dưỡng. Dùng sữa tươi để tạo thành một ly sữa tươi trái cây thơm ngon. Hay là pha cùng với soda để có một món thức uống giải nhiệt mùa hè mát lạnh. Đặc biệt, việc dùng nước sôi với các loại nước ép tắc gần mực ong sẽ giúp cho thực khách có được một ly nước ấm áp vào những ngày thời tiết se lạnh. Hy vọng với thương hiệu nước ép riêng đã tồn tại hơn 15 năm tại chính thành phố Đà Lạt sẽ giúp cho du khách bốn phương có thêm sự lựa chọn những sản phẩm chất lượng làm quà cho người thân và bạn bè. Những sản phẩm được kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Quý vị và các bạn thân mến, những loại thức uống mang hương vị đặc trưng của thành phố Đà Lạt vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch thú vị và hấp dẫn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.